Đã gần 10 năm nay, cụm di tích đồn Đại Bục, Đại Phát, huyện Văn Yên, Yên Bái, một trong những chiến tích của chiến thắng sông Thao mà quân đội ta chiến thắng quân Pháp cách đây đúng 66 năm. Thế nhưng từ đó đến nay, dù được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh mà vẫn chưa được trùng tu. Thật khó có thể nhận ra đây là một di tích lịch sử văn hóa nếu như không có người dân ở đây chỉ dẫn. Những hầm hào lô cốt, vốn là đồn bốt của giặc Pháp dựng lên, giờ chỉ là những búi cỏ dại mọc tùm. Cứ điểm đồn Đại Bục, xã An Thịnh, huyện Văn Yên được quân Pháp chiếm đóng và xây dựng từ năm 1947 đến năm 1949. Nơi đây đã diễn ra những trận đánh lịch sử của quân và dân ta trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Thế nhưng, theo thời gian, di tích đang dần mất đi những dấu tích quan trọng. Ngày xưa là đồn Đại Bục của Pháp. Từ ngày xưa thì bây giờ tôi cũng thấy người xưa người ta kể lại, nhưng bây giờ thì cũng đã bao năm qua thì cũng đã cũng chưa được tôn tạo, thì bây giờ hiện trường thì vẫn còn. Tôi thì cũng rất mong là các cấp chính quyền đảng nhà nước thì quan tâm đến tu sửa. Nhưng mà cái kinh phí để trùng tu di tích thì cũng xã cũng chưa được là hỗ trợ, bởi vì kinh tế của bà con địa phương thì ở cái thôn mà đặt di tích thì lại là cái thôn đặc biệt khó khăn, thế cho nên là cái huy động sức dân để đóng góp trùng tu di tích thì cũng rất là còn gặp khó khăn. Nằm cách đồn Đại Bục khoảng chừng vài km cũng là một trong những đồn được quân Pháp xây dựng kiên cố để thực hiện ý đồ chiếm đóng khu vực Tây Bắc. Đồn Đại Phát đang cùng chịu chung số phận. Ngoài những cột mốc được quy hoạch từ năm 2008 thì hành lang của di tích đang bị người dân lấn chiếm. Mặt bằng di tích giờ cũng chỉ là đồi quế của người dân. Mặc dù đã trải qua 66 năm kể từ ngày quân và dân ta làm nên chiến thắng sông Thao, di tích này có ý nghĩa lịch sử trong giáo dục truyền thống, nhưng việc trùng tu vẫn chưa thể thực hiện từ khi được công nhận là di tích lịch sử. Quy hoạch diện tích đất bảo tồn, thế nhưng mà trong quá trình về đầu tư xây dựng để phục tráng lại thì rất là gặp nhiều những cái khó khăn về kinh phí, về các cái điều kiện khác, cho nên là chúng tôi cũng đang khó khăn về cái việc duy tu rồi bảo tồn để là những cái nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong cả xã. Nay thì đã được quy hoạch, tuy nhiên đến nay thì trong quá trình triển khai nhiệm vụ thì chúng tôi cũng có một số những cái khó khăn là hiện nay các di tích hiện tại đã quy hoạch rồi, cắm mốc quy hoạch rồi, nhưng mà cái công tác trùng tu tôn tạo thì huyện cũng đã rất quan tâm. Tuy nhiên thì do điều kiện kinh tế địa phương của chúng tôi cũng là miền núi cũng như là tỉnh Yên Bái thì cái ngân sách địa phương cũng còn hạn chế, cũng do vậy thì công tác trùng tu tôn tạo những năm gần đây thì đã được quan tâm, tuy nhiên mà nó cũng chưa để đáp ứng làm sao để phát huy hết cái giá trị lịch sử văn hóa của. Giờ đây qua năm tháng, những nhân chứng lịch sử hiện chỉ còn vài người đã bước vào tuổi xưa nay hiếm. Những cụm di tích lịch sử này cũng đang dần bị thời gian vùi lấp nếu như không có sự quan tâm trùng tu tôn tạo và bảo tồn cho thế hệ mai sau.